xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị những bản án thích đáng dành cho các đối tượng tham gia tiếp tay cho tổ chức khủng bố có tên gọi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước. Chỉ vì theo đuổi ảo tưởng hão huyền, tin vào luận điệu viển vông của các thế lực thù địch mà thực hiện những hành vi hết sức manh động, nguy hiểm. Từ số đối tượng được cơ quan an ninh đấu tranh làm rõ, có một thực tế là rất nhiều đối tượng không hiểu hoặc biết rất ít thông tin về tổ chức mình tham gia. Chúng được móc nối, nhận chỉ đạo tiến hành các hoạt động phá hoại từ số đối tượng ở nước ngoài một cách mê muội, thông qua lời hứa hẹn về vật chất, phong chức tước khi nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thành công. Đào Minh Quân và số cốt cán của tổ chức khủng bố lưu vong này từ lâu được cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thậm chí cả những người có tư tưởng chống cộng quyết liệt, coi là những kẻ hoang tưởng, tâm thần chính trị. Tại sao lại như vậy? Những hành động ngớ ngẩn, quái đản và chiêu trò bịp bợm của Quân và đám tay chân của hắn ở nước ngoài như thế nào? Đây sẽ là nội dung tiếp theo mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Đây là hình ảnh mà Đào Minh Quân và tay chân của hắn trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong buổi công bố phát hành tiền ảo trưng cầu dân ý, hay nôm na là một hình thức bỏ phiếu bầu cho hắn ta trở thành tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngụ ý của những kẻ này có thể hiểu, tổng thống nền đệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm, đệ nhị là Nguyễn Văn Thiệu và sau khi nhất nhị sụp đổ. Bám càng tháo chạy theo ngoại bang thì đến giờ Đào Minh Quân được số chống cộng lưu vong dựng lên làm tổng thống thế hệ thứ ba với ảo tưởng khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức bát nháo này là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trong sự kiện lèo tèo quan khách này, Quân lại được dịp ba hoa khoác lác xuyên tạc lịch sử, ca ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay để phô trương thanh thế cho tổ chức của mình. Hắn khoe khoang đồng tiền ảo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có hình Đào Minh Quân sẽ là đồng tiền quốc tế. Đỉnh cao về sự hoang tưởng đến mức khôi hài của Đào Minh Quân là việc hắn nhắc lại tập hồ sơ mấy nghìn trang khởi kiện cả Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Việt Nam đã gửi ra Tòa án Hình sự Quốc tế hồi tháng 4 năm 2015. Đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la. Số tiền này, chúng sẽ tặng chính phủ Hoa Kỳ 15.000 tỷ như một lời cảm ơn đất nước đã cưu mang cho cuộc sống lưu vong, tị nạn của chúng. Số tiền 21.000 tỷ còn lại sẽ tặng nhân dân Việt Nam. Chẳng biết kiện cáo đến đâu, tòa xử thế nào mà đến giờ đã hơn 7 năm. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước chẳng ai nghe thêm thông tin nào về vụ kiện. Còn với cư dân mạng, những phát biểu đầy tấu hài của Đào Minh Quân lại khiến họ được fan cười ngao ngán. Mình đâu có tư cách gì mà đâu mà mang quân về 120.000 quân ở đâu mà. Cái đó là gạt gẫm đồng bào trong nước. Tôi không chấp nhận. Cái thứ hai, 26 nước nào ủng hộ, Hoa Kỳ nào chấp nhận cái chuyện mà có một chính phủ lưu vong nằm ở trên đất nước Hoa Kỳ, mà trong khi Hoa Kỳ đã ban giao theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ đã ban giao với Cộng sản Việt Nam. Cái đó mình đánh lận con đen mình làm đó, tội nghiệp đồng bào trong nước, họ tin họ sẽ chết. Cái thứ ba, anh chết trong cái tình huống này, anh lấy tư cách gì mà anh bỏ phiếu, anh bầu cử, anh đếm phiếu, anh lấy ở đâu? Không biết là ông ăn nhầm cái gì hoặc là ông uống nhầm cái nước gì mà ông làm việc giống như là một cái người ở cõi trên, không phải ở cái cõi mà trần gian này nữa. Kết luận lại là tôi không hiểu nó, không hiểu nổi ông Đào Minh Quân. Và tôi cho rằng việc làm của ông là không thực tế. Thế thôi. Để phục vụ cho ý đồ chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam,
Kể từ khi thành lập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời năm 1991, Đào Minh Quân đã cùng đám tay chân cũng lập ra các ban bệ, đoàn thể. Phụ trách từng bộ phận là số cốt cán thân cận, tự phong chức vụ, cấp bậc, như cầm đầu là Đào Minh Quân, tự xưng Thủ tướng. Dưới quân là những trợ thủ, đều là các đối tượng có thể coi là lẩm cẩm, xếp vào hàng phụ lão như Quách Thế Hùng, cấp bậc đại tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, kiêm Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nguyễn Đức Thắng, cấp bậc chuẩn tướng, kiêm Chánh văn phòng Thủ tướng. Lý Hồng Thái, cấp bậc trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Võ học, Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Triệu Thanh Hoa, còn gọi là Kelly Triệu, cấp bậc chuẩn tướng, phụ trách thanh niên. Lâm Ái Huệ, chuẩn tướng, làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngoài ra, tổ chức bát nháo này còn có một số thành viên cốt cán như Phạm Thị Anh Đào, còn gọi là Lisa Phạm, kẻ chuyên móc nối, chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại. Lê Đình Khương, Hoàng Vạn Lý, Phan Văn Hiền, William Bé Lê, Nguyễn Kim, phụ trách các ban bệ, quân binh chủng khác nhau. Cái nguồn tài chính thì chủ yếu của tổ chức này là do vận động, rồi kêu gọi đóng góp của một số thành viên và một số ít thông qua các cái hoạt động gây quỹ như là tổ chức các chương trình văn nghệ từ thiện. Bên cạnh đó thì tổ chức này cũng thực hiện các cái hoạt động lừa đảo một số đông ở cộng đồng người Việt Nam nhẹ dạ cả tin ủng hộ cái tổ chức này. Thì về thực lực thì tôi cho đây là một tổ chức tuy không có thực lực lớn nhưng hoạt động theo phương thức rất manh động, khủng bố và phá hoại. Để chiêu mộ thành viên tham gia đánh bóng tổ chức, vô số chiêu trò bịp bợm, lừa phỉnh, đầy sự hoang tưởng được Quân và tay chân vẽ ra. Ví dụ như tung tin bịa chuyện rằng Đào Minh Quân đã được Tổng thống Bill Clinton gửi công hàm công nhận là Thủ tướng vào năm 1994. Rồi thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Tổng thống Bush chúc mừng. Hay như năm 2015, Thủ tướng Đào Minh Quân được ông Paul Ryan, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, gửi thư xin hỗ trợ tài chính để vận động tranh cử. Trước đó, dựa vào thư phúc đáp của Liên hiệp châu Âu khi hắn gửi thỉnh nguyện thư với nội dung xuyên tạc tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, Quân và những đối tượng trong tổ chức lại có dịp khoe mẽ rằng đã được Hoa Kỳ và 28 quốc gia châu Âu ủng hộ để chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam. Những chiêu trò loè bịp này của Đào Minh Quân và tay chân được ông Lê Xuân Nhuận, người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang định cư tại thành phố Alameda, bang California, vạch trần